bị ngã nè bạn. Một vận động viên đã bị ngã nè bạn. Ban tổ chức đang đến xem tình hình của hai vận động viên bị ngã như thế nào. Một vận động viên đã được ban tổ chức chở ra bên ngoài rồi các bạn. Y tế đang đến để xem xét tình hình như thế nào để hỗ trợ cho các vận động viên. Thưa quý vị và các bạn, hiện bây giờ mình có mặt tại sân vận động thành phố Cần Thơ vào chiều ngày hôm nay, chiều ngày 2 tháng 9 năm 2023 để tham dự và ghi hình chia sẻ với các bạn xem những hình ảnh của giải đua xe mô tô toàn quốc tranh cúp liên đoàn xe đạp mô tô thể thao 2023. Vòng đua này được diễn ra tại thành phố Cần Thơ gồm 3 dòng xe: Yaris 125cc, Suzuki Sport 120cc và Exciter 150cc. Hiện bây giờ thì các vận động viên cũng đã tập trung khu vực ở phía trước trong khu vực của ban tổ chức để test xe rồi nha các bạn, test xe và đang chuẩn bị để thi đấu. Các bạn có thể là nhìn thấy tại khán đài các khán giả đã đến để xem và cổ vũ khá là đông đủ rồi các bạn. Bây giờ các bạn thấy là rất là đông, nhưng mà hình như là ai nấy ngồi chỗ nấy các bạn, giờ mình không có di chuyển đi tới lui được luôn. Ở dưới này các anh công an có chia sẻ là cánh khu vực bên dưới không có di chuyển được, nên là mình đứng ở đây là vị trí tốt nhất để ghi hình và chia sẻ cho các bạn xem. Và ngay sau đây những trận đấu, phải nói là những trận đua cực kỳ gay cấn và hấp dẫn sẽ được diễn ra tại sân vận động của thành phố Cần Thơ, mà các bạn cùng theo dõi video nhé.
đội cứu hộ đang đến hỗ trợ cho vận động viên rời khỏi vị trí an toàn hơn. Vận động viên bị ngã cũng cơ bản là sức khỏe thấy ổn các bạn. Mỗi một lượt đấu như vậy là có 4 vận động viên cùng thi đấu một lượt. Và sau đó là sẽ chọn ra vận động viên có thành tích cao nhất để thi vào vòng tiếp theo. Hiện có 3 dòng xe các bạn, dòng Suzuki, dòng Yazd 125, Subaru 120cc và dòng Exciter 150.
đã bị thương rồi nha các bạn, giờ còn lại 3 vận động viên. Thi đấu rồi các bạn, chuẩn bị xuất phát nha các bạn.
Lúc thi đấu này có 3 vận động viên thôi nha các bạn.
và ghi hình chia sẻ các bạn những hình ảnh của giải đua mô tô. Ơi. Mới test xe té rồi. Va chạm thôi bạn. Không sao. Cái này bị sự cố nhỏ thôi bạn. Mới vừa test xe bị va chạm. Đã vượt lên rồi các bạn. Một vận động viên đã bị ngã rồi.
Được các đồng đội đỡ dậy rồi nha các bạn. Nãy bị thương ở chân các bạn. Ban tổ chức đưa vận động viên bị ngã ra bên ngoài nha các bạn.
viên đã đứng dậy được bạn. Vận động viên vừa bị ngã cũng đã đi được rồi. Cơ bản thấy ổn rồi bạn, nay đã tự đứng dậy và đi lại được rồi. Thank you.
bị lỗi gì các bạn dừng lại, giờ đua lại. Tổ chức đang đến xem tình hình của hai vận động viên bị ngã như thế nào. Một vận động viên đã được ban tổ chức chở ra bên ngoài rồi các bạn. Mới đầu chiếc đi trước ngã trước các bạn, chiếc thứ hai va chạm. Bộ phận y tế đang đến để xem xét tình hình như thế nào để hỗ trợ cho các vận động viên. Thank you.
đạp mô tô năm 2023. Còn 3 vận động viên nha các bạn.
các bạn. Và tiếp theo chúng tôi sẽ được công bố ở hệ chuyên nghiệp IAZ 125 phân phối. Mỗi lúc xếp xe hôm nay, đất nước mong chờ đôi tay những công trình quê mình đẹp thay. Lên rừng, xuống biển, dưới cờ đã quang vinh, ta tin vào kỷ nguyên mới. Lên rừng xuống biển, dưới cờ đỏ
cảm ơn và trân trọng.